lòng từ bi của Dulma. Cô gái Tây Tạng xinh đẹp này đã đến lò mổ, dùng rất nhiều tiền để chuộc sinh mạng cho 6.387 con cừu rồi thả chúng về thảo nguyên, sống đời tự do. Trong phẩm Phổ Môn có nói tới 32 ứng thân của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Cần lấy thân gì được độ thì Ngài liền hiện thân đó, chư Phật Bồ Tát thị hiện ở nhân gian, dùng đủ thân phận để giáo hóa giúp cho chúng ta chân thật giác ngộ, chân thật nhìn thấu được chân tướng của vũ trụ nhân sinh, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Các ngài luôn lấy từ bi làm gốc, lấy phương tiện làm cửa, vì lợi ích cho hết thảy chúng sanh mà xuất hiện. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.